Con thì tin tưởng NLG nhưng trong lúc tập lại hiện lên những suy nghĩ không tin tưởng NLG, vậy là con bị làm sao? Nên làm thế nào và con có bị mất kết nối không ạ? Chú đã hướng dẫn trong năng lực gốc là tất cả anh chị em phải đặt hai chữ hiểu biết trước tiên. Mình phải hiểu thật rõ năng lực gốc như thế nào. Là năng lực gốc nó có cái gì cho lợi cho mình, nó có gì hại cho mình không? Mình phải minh định cái sự việc đó. Và khi mình minh định rồi đó, mình đừng có thay đổi nữa. Mình thay đổi nữa là mình về hai bàn tay trắng. Tại vì mình đi khi mà là tiến thoái lưỡng nan, đi thì không đi, thụt tới thụt lui, thụt tới thụt lui hoài, mất thời gian không có ích lợi hết. Tự chúng ta minh định, chúng ta hiểu biết. Cái sự hiểu biết là cái bước đầu tiên mà chú hướng dẫn tất anh chị em thì bước ra năng lượng gốc anh chị em phải hiểu biết. Và hiểu biết cái năng lượng gốc này nó giúp cái gì cho chúng ta, nó làm gì được cho chúng ta đó. Bây giờ mình mới quá, mình chưa biết thì mình chịu khó nhìn lại những cái anh chị em đã đi qua đi. Bây giờ 100 anh chị em đi qua, bao nhiêu anh chị em nói thành công, bao nhiêu anh chị em nói tốt để đạt niềm tin. Bây giờ 1.000 người, 1.000 người này bao nhiêu người nói xấu, bao nhiêu người nói tốt, bao nhiêu người được giá trị, bao nhiêu người được ích lợi, thì chúng ta phải đi theo cái số đông này. Và chúng ta phải đặt cái số đông này chúng ta làm niềm tin đó. Thí dụ như 100 người đi, 70 người nói tốt, 30 người nói xấu, thì hỏi cái xấu gì, cái gì xấu đây, cái gì xấu, mình phải nghiên cứu cái này nữa. Chứ không phải ta nói xấu thì nghe cái mà ùa theo mình chạy, ta nói mình nói xấu, vậy là mình không có trình độ, mình không có minh triết, mình không có khôn ngoan. Giờ người ta nói tốt, tại sao tốt mình cũng phải nghiên cứu nữa. Nói bây giờ trong 100 người 70% nói tốt, để tôi coi tốt cái gì, vô nghiên cứu đi đó. Cái anh này tốt như thế nào, anh thì tốt làm sao, mình nghiên cứu hết rồi bắt đầu thấy được học, còn không được thôi đứng lại vậy thôi. Chứ đứng chập chân chập chân chập chân hoài không minh định được gì hết thì thôi kệ, đâu có lấy được lợi nhuận gì đâu, không có được gì hết, mất thời gian. Thành ra phải có một cái sự học hỏi, một cái sự cân nhắc tất cả những sự việc mà mình muốn làm đó. Mình phải cân nhắc, mình phải học hỏi, mình phải cân nhắc, mình phải nghiên cứu trong lĩnh vực đó, rồi thấy có ích lợi ích bước vào, còn thấy không có lợi ích chào tạm biệt, vậy thôi xong rồi, thấy không? Nên mình phải nghiên cứu, phải cân nhắc, phải hiểu biết, phải minh định và phải thực hành. Khi thực hành có kết quả thì chúng ta phải tạo cho chúng ta một cái bước lợi nhuận lớn hơn, là chúng ta phải tạo một cái nỗ lực đam mê. Chúng ta đam mê nó vì nó mang lợi ích cho mình, chúng ta đam mê nó thì nó không có tác hại gì làm cho chúng ta tổn thương hết. Thì cái khi mà chúng ta bước vào cái lĩnh vực đam mê rồi đó, nó sẽ mang lại cho mình cái lợi ích lớn hơn. Như người ta nói nỗ lực đó, năng động là nó làm cho nó những cái việc nó tốt lên, gia tăng cái tần suất của năng lượng mình, nó chính xác, nó hiệu quả, thì giải quyết công việc mình xong rồi. Nó phải nhớ là anh chị phải nhớ, phải học hỏi, phải cân nhắc, phải nghiên cứu những người xung quanh. Chứ người ta nói cái gì mình cũng nghe, nói cái gì mình cũng làm đó. Phải nghe, phải phải dùng cái trí tuệ của mình, phải dùng cái khôn ngoan của mình, cái phẩm chất đạo đức của mình đó, cái tình thương yêu của mình, để mình nhận định một sự việc cái chính xác nhất, chính chắn nhất, thì mình sẽ đạt được cái hiệu quả thành công trong cái lĩnh vực mà mình đang muốn bước bước vào. Còn đứng cứ chơi với hoài, đi không đi, mà dừng không dừng, tới không tới, khi mà thương thì không thương, mà ghét không ghét, đứng chập chờn hoài không có giá trị. Phải có một cái sự quyết định, mà sự quyết định cần phải chúng ta phải có cái sự cân nhắc, chứ không có thể nào chúng ta nói cái này nghi ngờ quá, cái này không hiểu, cái này phải dừng lại đi quan sát. Đừng dừng lại quan sát được, dừng lại cân nhắc nghiên cứu được, dừng lại để tìm hiểu cái sự thật như thế nào, cái lợi ích như thế nào, rồi chúng ta quyết định cũng không muộn. Và lúc đó mình quyết định rồi, mình biết rồi, thì không, đừng có để người khác lay chuyển mình nữa. Tại sao? Tại vì mình quyết định một sự gì mà đúng đắn với chị đó, mình mới giúp người ta được. Còn mình nghe lời người ta, mình thất bại, mình không có làm được gì hết, thì mình không giúp được ai hết. Thì mình phải giữ cái lập trường của mình, giữ lập trường mình cho đúng đắn. Nó không có ai có thể nói sai trên cái lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu được. Người khác người ta thành công rồi, bây giờ nói người ta làm sai không, người ta thực hiện, người ta đạt được kết quả quá nhiều rồi, mình nói mấy người đó làm tào lao, mấy người đó là không đúng, mấy người đó là bị bệnh tâm thần chẳng hạn. Thí dụ đi, mà xác suất người ta 1.000 người, thí dụ 1.000 người đi, thì 700-800%, 700-800 người người ta thành công rồi, xác suất là 70-80% rồi. Mà Chúa nói là phải xác suất 10%, mình cũng phải nghiên cứu, mình phải học rồi đó. Chứ đừng nói chi mà phát xuất ra cái xác suất thành công quá lớn, thì tại sao chúng ta lại không nắm vững?
thì nếu mà không nắm vững thì không có hiệu quả gì hết trơn. Tập cũng không có, không có tập trong trạng thái là nửa tỉnh nửa mê thì không có giá trị gì hết. Bởi vì chú đã nói với anh chị em rồi, chú trình bày rồi, chúng ta thực hiện nào gốc trong sự tỉnh thức và làm chủ não bộ của mình, làm chủ thể xác của mình. Mà mình không làm chủ thể xác, mình không làm chủ não bộ của mình thì tế bào nó không bao giờ nó nghe cho anh chị em hết. Không bao giờ nó nghe, cũng chẳng bao giờ tác có một cái tác tác dụng hữu hiệu gì trong lĩnh vực sức khỏe cũng như là trí tuệ hết, không có được. Rồi tiếp theo. Dạ. Yeah.